chương trình chiều hôm nay gồm có thế giới ả rập chia rẽ khi ông Narala thiệt mạng Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Houthis ở Yemen lo ngại bị ám sát lãnh tụ tối cao Iran phải trú ẩn bí mật thủ tướng nga sẽ gặp tổng thống Iran tại Tehran truyền hình nga cảnh báo Ba Lan có thể biến mất Vụ nổ kho vũ khí ở Volgograd giống như nổ hạt nhân Bị bắt khi chỉ trích chính sách của ông Tập Cận Bình Biden chấp thuận 567 triệu USD hỗ trợ quốc phòng Đài Loan Tất cả đều có trong bản tin chiều nay Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh Hoa. Diệu Huyền xin kính chúc quý vị có một buổi chiều an lành. Ngay sau đây là các bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Narala, nhiều quốc gia tại Trung Đông do người Hồi giáo dòng Sunni lãnh đạo đã giữ im lặng, trái ngược với những quốc gia ủng hộ cho Palestine và Hezbollah. Động thái này cho thấy sự chia rẽ giữa hai nhánh Shia và Sunni, dù cùng là theo tín ngưỡng Hồi giáo. Ông Narala đã lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah hùng mạnh với các thành viên theo Hồi giáo dòng Shia trong suốt 32 năm tại Lebanon, Ngoài kẻ thù truyền kiếp là Israel và phương Tây, ông cũng đã tạo ra nhiều kẻ thù trong khu vực. Các nước vùng Vịnh và liên đoàn Ả Rập rộng lớn hơn đã chỉ định nhóm của ông là tổ chức khủng bố vào năm 2016, mặc dù liên đoàn này đã rút lại chỉ định vào đầu năm nay. Các quốc gia khác cũng do người Sunni cầm quyền như Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã hoàn toàn im lặng về bộ thủ lĩnh Hezbollah-Narala bị Israel tiêu diệt. UAE và Bahrain đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020. Trước đó, quốc gia đạo hội Bahrain đã từng dập tắt cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ quy mô lớn của cộng đồng người Shiite từ năm 2011. Tên của ông Hassan Narola đã trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng trực tuyến ở nhiều quốc gia Ả Rập kể từ thứ Bảy 28 tháng 9, với nhiều người thương tiếc cho sự ra đi của ông. Ông Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khali, đại giáo sĩ của quốc gia vùng vịnh Oman, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng đất nước của ông buồn bã trước sự ra đi của tổng thư ký Hezbollah sau khi ông ta trở thành cái gai trong cổ họng của những người theo chủ nghĩa Hồi giáo Phục Quốc trong hơn ba thập kỷ qua. Nhưng những cư dân mạng khác lại chỉ trích ông Narala, đặc biệt là về sự can thiệp của Hezbollah vào cuộc nội chiến Syria, cùng với sự hỗ trợ từ Iran và Nga. Sự can thiệp đó cuối cùng đã giúp Tổng thống Bashar al-Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước Syria từ tay phiến quân chống chính phủ. Những nạn nhân của Narala ở Syria lên tới hàng trăm nghìn người. Liệu ông ta có xứng đáng được người Hồi giáo thương xót không? Nhà báo Omar Ajimai, sống tại Iraq, viết bình luận trên X, trong khi đó những người khác cố gắng cân bằng những lời chỉ trích đối với cả ông nadrallah và israel niềm vui và sự hả hê hiện nay là giành chiến thắng cho kẻ thù nhằm chia rẽ các quốc gia ả rập và phản bội lại người dân lebanon cũng như tại gaza người dẫn chương trình truyền hình ai cập lamis el hadidi phát biểu trên x hãy gạt bỏ những bất đồng sang một bên và quên iran đi do có một quốc gia ả rập đang bị ném bom từng giờ ông lamis el hadidi kết luận Thưa quý vị, Israel đã tiến hành một đợt không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào Chủ nhật, trong khi vẫn tiếp tục tấn công Hezbollah ở Lebanon, nơi Bộ Y tế Lebanon cho biết đã có 105 người thiệt mạng và 359 người khác bị thương các cuộc tấn công mới vào các lực lượng ủy nhiệm được iran hậu thuẫn trên khắp trung đông có nguy cơ đẩy nhanh một cuộc xung đột khu vực tàn khốc trên nhiều mặt trận cuộc tấn công vào cảng hodeida ở yemen có sự tham gia của hàng chục máy bay israel và dường như đã nhắm vào các cơ sở nhiên liệu nhà máy điện và bến tàu tại các cảng raisha và hodeida đây là một trong những hoạt động lớn nhất như vậy cho đến nay trong cuộc khủng hoảng kéo dài gần một năm ở khu vực. Các phương tiện truyền thông Houthi đưa tin các cuộc không kích đã làm thiệt mạng 4 người và bị thương 33 người. Người dân cho biết các cuộc không kích đã gây mất điện ở hầu hết các khu vực ở Hodeida các quan chức quân đội israel cho biết cuộc không kích nhằm vào houthi một nhóm vũ trang do iran hậu thuẫn kiểm soát phần lớn yemen họ đã bắn vào các mục tiêu của israel trong nhiều tháng để thể hiện sự đoàn kết với người palestine ở gaza họ cũng nhắm vào các hoạt động vận chuyển quốc tế ở biển đỏ vào thứ bảy họ đã tấn công bằng hỏa tiện đạn đạo và sân bay quốc tế chính của israel khi thủ tướng benjamin netanyahu đang đến thưa quý vị các nguồn tin của reuters cho biết lãnh tụ tối cao của iran ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi có an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt ở iran động thái bảo vệ người ra quyết định hàng đầu của iran là động thái mới nhất cho thấy sự lo lắng của chính quyền iran sau khi israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công tàn khốc vào hezbollah đồng minh được trang bị vũ khí tốt nhất và mạnh nhất của iran trong khu vực những nguồn tin dấu tên cho biết, Iran đang liên lạc với tổ chức vũ trang Hezbollah và các tổ chức khác để quyết định bước tiếp theo để xác định hành động cần thực hiện để đáp trả vụ ám sát Narala. Các cuộc oanh kích của Israel nhằm vào Hezbollah ở thủ đô Beirut của Lebanon cũng làm thiệt mạng phó tư lệnh của lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran, ông Abbas Niforosan. Hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 9, lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đưa ra tuyên bố sau khi Israel xác nhận thủ lĩnh Hezbollah đã thiệt mạng. Vận mệnh của khu vực này sẽ được quyết định bằng các lực lượng phản kháng với sự dẫn dắt của Hezbollah. Theo tuyên bố của ông, máu của những người chiến binh tử vì đạo sẽ không bị đổ xuống một cách oan uổng. Ông nói trong một tuyên bố khác khi công bố 5 ngày để tàn cho thủ lĩnh quá cố của Hezbollah. Thưa quý vị, Nga hôm Chủ nhật thông báo Thủ tướng Mikhail Mishustin sẽ gặp Tổng thống Iran Masoud Bezeskian tại Tehran vào thứ Hai. Tuyên bố của chính phủ cho biết ông Mishustin sẽ hội đàm với ông Bezeskian và Phó Tổng thống thứ nhất Mohammed Reza Arab. Nga cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về hợp tác Nga-Iran trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo. Tuyên bố cho biết thêm rằng, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc thực hiện các dự án lớn chung trong các lĩnh vực liên quan đến vận tải, năng lượng, công nghiệp và nông nghiệp. Các chính phủ phương Tây cáo buộc Iran cung cấp cả UAV và hỏa tiễn cho Moscow để phục vụ cho cuộc chiến tranh với Ukraine, một cáo buộc mà Tehran nhiều lần phủ nhận. Ông Bezeskian dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm vào tháng tới tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Trước đó vào hôm thứ Bảy, Nga đã lên án SRN vì đã sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Narala, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon khi Bộ trưởng Ngoại giao Moscow ám chỉ rằng đang có nỗ lực kéo Washington vào một cuộc chiến tranh khu vực. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Andrey Shidorov, một chuyên gia truyền hình nhà nước Nga, gần đây đã cảnh báo rằng Ba Lan có thể không còn tồn tại trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Các quan chức Nga thường xuyên đưa ra khả năng Moscow có thể tấn công các thành viên của NATO để đáp trả việc họ cung cấp viện trợ và vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột. Ba Lan, một thành viên của NATO, đã là đồng minh thân cận của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, quân đội Ba Lan chỉ ra rằng trong số cuộc chiến, hỏa tiễn hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đã xâm nhập vào không phận của nước này. Trong một chương trình truyền thông nhà nước Nga gần đây, ông Sidorov cho biết, đất nước này có thể không còn tồn tại nếu họ có động thái liên quan đến Belarus. Chúng ta nên cho người Ba Lan biết rõ rằng chúng ta coi Belarus là an ninh của chính mình. Nếu họ có động thái gì, thì chúng tôi xin lỗi, Ba Lan có thể không còn tồn tại nữa. Ông Sidorov nói, Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo vào hôm thứ Sáu rằng vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng chống lại NATO nếu NATO tấn công quốc gia của ông hoặc Nga. Belarus không có vũ khí hạt nhân của riêng mình, tuy nhiên nước này đã cho phép các đầu đạn chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình kể từ năm ngoái. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra bình luận, Ảnh vệ tinh về hậu quả của cuộc tấn công vào kho vũ khí ở Khotluban đã xuất hiện. Vào ngày hôm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các kho đạn dược của Nga ở gần Khotluban ở vùng Volgorod. Truyền thông Ukraine cho biết, những người điều khiển UAV cảm tử của lực lượng UAV cảm tử MTR, GUR và SBU đứng đằng sau chiến dịch đặc biệt. Cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào một kho đạn, nơi Bộ Quốc phòng Nga có thể cất giữ hỏa tiễn đạn đạo của Iran các nhà phân tích của viện nghiên cứu chiến tranh ISW đã quyết định phân tích cuộc tấn công bằng UAV vào Khotnuban vào ngày 29 tháng 9. Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy đám cháy bốc cao ở phía tây bắc kho đạn. Hôm qua, người đứng đầu Khotnuban, Igor Davidenko đã thông báo về một cuộc tấn công bằng UAV. Hình ảnh vệ tinh từ NASA firms ghi lại sự bất thường về nhiệt ở khu vực phi trường các trang báo Nga cũng viết rằng, đêm 29 tháng 9, Ukraine cũng tấn công căn cứ không quân của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Yesk. Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 29 tháng 9, họ đã bắn hạ 125 UAV trên bầu trời nước Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng, họ không tấn công vào kho vũ khí, mà là một đoàn tàu chở hỏa tiễn Iran đã đến Kotluban vào ngày 28 tháng 9. Bản thân căn cứ này được bao phủ bởi cả hệ thống tác chiến điện tử và phòng không. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã xảy ra một biến động chính trị lớn khi Phó Viện trưởng Chu Hằng Bằng bị nghi ngờ phát ngôn sai lệch về Trung ương, dẫn đến việc toàn bộ ban lãnh đạo của viện đã bị thay thế. Theo thông tin từ những người quen thuộc với vụ việc này, ông Chu Hằng Bằng đã bị tạm giam để điều tra và bị miễn nhiệm. Có tin cho rằng trong một nhóm quy trách riêng, ông Chu đã chỉ trích cách quản lý kinh tế trong nước của ông Tập Cận Bình và còn ám chỉ đến vấn đề sinh tử cá nhân của ông Tập. Theo thông tin từ Wall Street Journal vào hôm 24 tháng 9, ông Chu Hằng Bằng sẽ tròn 55 tuổi vào tháng 9, đã bị tạm giam. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông là vào cuối tháng 4. Nhà bình luận thời sự độc lập Thái Thần Khôn đã đăng bài trên nền tảng X chỉ ra ông Chu Hằng Bằng vì đã phê bình ông Tập Cận Bình trong nhóm WeChat, không chỉ bị miễn nhiệm mà còn bị chính thức bắt giữ. Điều này đã cho thấy môi trường ngôn luận ở Trung Quốc tồi tệ đến mức nào, không khác gì so với thời kỳ Mao Trạch Đông ông Thái Thận Khôn cho biết, những ai còn đang có ảo tưởng và hy vọng vào thời kỳ Tập Cận Bình, hãy nhìn vào số phận của Chu Hằng Bằng. Nếu vẫn không đưa ra lựa chọn, ai biết được khi nào cú đấm sắt sẽ rơi xuống đầu mình. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, thật bi thảm khi đặt vận mệnh vào một thời kỳ không còn hy vọng. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê duyệt khoản hỗ trợ quốc phòng trị giá 567 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Theo một tuyên bố của tòa Bạch Ốc cho biết, ông Biden đã trao cho Bộ trưởng Ngoại giao thẩm quyền chỉ đạo việc rút tới 567 triệu đô la Mỹ trong các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như giáo dục và đào tạo quân sự để hỗ trợ cho Đài Loan. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã phê duyệt gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 345 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Hòn đảo độc lập này đã được Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là một trong những quốc gia ủng hộ và cung cấp vũ khí mạnh mẽ nhất của Đài Loan. Trung Quốc thường xuyên lên án sự ủng hộ của quốc tế dành cho Đài Loan và cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng sức ép quân sự và chính trị lên Đài Loan, đồng thời thường xuyên điều phi cơ phản lực UAV và tàu chiến đến gần hòn đảo. Vào tháng 4, chính quyền ông Biden đã ký một đạo luật cho phép viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan cảm ơn biên tập viên y ngọc kính thưa quý vị bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc diệu huyền một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp